Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 9 giờ tối của ngày thứ 6, ngày 20 tháng 10 năm 2023. Và xin thưa với các bác, có một vụ việc có thể nói rằng là rất căng như thế này. Trong khi và công an thành phố Hồ Chí Minh thì rất là bất ngờ có thể nói là đã bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh, tức là cô người mẫu Ngọc Trinh, siêu người mẫu bao nhiêu năm nay, nữ hoàng nội y, rất nhiều mỹ từ dành cho Ngọc Trinh, thì đã bị bắt tạm giam 3 tháng. Nhưng mà cái căn cứ hậu quả thì nó chưa rõ ràng về cái tội là tội gây rối trật tự công cộng. Thật sự nó là một cái mà nhiều người, với những người mà thật sự là có một chút hiểu biết luật cho bọn tôi ấy, thì đều cho rằng nó là cái rất là nặng nề. Ngay cả một số người bạn trong giới luật sư thì cũng đều nói rằng là căn cứ bắt nó rất là mơ hồ, và mang tính bao phủ rất là rộng, tội gây rối trật tự công cộng. Như vậy mà bắt tạm giam thì thật sự đó là một cái gì đó nó rất đáng, có thể nói rằng không biết rõ thế nào, nó rất đáng sợ. Thế nhưng mà cũng ở thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái sự nhiều cái sự việc mà thật sự là nó gây bức xúc dư luận rất là lâu rồi, thậm chí là lên báo chí rất là nhiều rồi, và những cái nó gọi rằng là cấu thành đủ cái mức độ cấu thành tội phạm, như là có tổ chức rồi, có thể đủ cấu thành cái tội phạm là cưỡng đoạt tài sản. Thế nhưng mà nó lại mãi không được xử lý, nó không ai xử lý, mà tự dưng người ta gọi rằng là đến mức độ rằng là nhiều nhà báo, nhiều luật sư nói rằng là như kiểu rằng là nó gọi rằng là quốc gia trong quốc gia, nhà nước trong nhà nước. Nhìn qua đây các bác có thể thấy rằng là các bác có thể tưởng tượng ra là một khu đô thị mà chuyên gia có cái trò là khóa bánh xe, nha các bác. Nó gọi rằng là có luật riêng, cho nên rất nhiều người gọi là quốc gia trong quốc gia, nhà nước trong nhà nước, rất kỳ lạ. Như một mình một luật riêng vậy là đủ cái yếu tố để mà cấu thành tội phạm, thế nhưng mà mãi không bao giờ bị xử lý, mặc dù bức xúc vô cùng, cực kỳ nhiều bức xúc của rất nhiều người, thế mà cuối cùng không xử lý. Tôi hy vọng rằng công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý vụ này cũng nhanh như Ngọc Trinh thì là tốt nhất, đúng không ạ? Rất mong các bác ủng hộ, đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo, cảm ơn các rất là nhiều. Và đây là cái hình ảnh ở trên báo pháp luật, tôi sẽ chia sẻ với các bác một cái đoạn clip mà họ nói khoảng ở tầm 5 phút hơn, để các bác thấy rằng là cái câu chuyện về khóa bánh xe như thế nào và nó có đủ để cấu thành cái tội là tội cưỡng đoạt tài sản hay không. Đó, các bác nghe qua câu chuyện các bác có thể biết và những tình hành vi như thế này phải bị xử lý từ lâu lắm rồi. Thế nhưng mà tôi hy vọng rằng là công an thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ xử lý nghiêm túc, tức là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, chứ nếu không thì người ta sẽ nói rằng là tự dưng lại có ngoại lệ đúng không, người không đáng bắt thì lại bắt, mà người đáng bắt thì đã rất lâu chưa xử lý. Chúng ta cùng nghe nhé. Phản ánh đến pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Mạc Thanh Sơn, ngụ chung cư Mastery Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về việc ông bị bảo vệ chung cư, ban quản lý chung cư khóa bánh xe và yêu cầu đóng tiền phạt để trả xe. Ông Sơn cho biết, khoảng 21 giờ ngày 9 tháng 4, ông điều khiển xe ô tô biển số 60A576 về đến chung cư. Tuy nhiên, do không tìm được chỗ đỗ và có việc gấp phải ra sân bay, nên ông Sơn đã đổ xe tạm tại sảnh thuộc tháp T4, chung cư Mastery Thảo Điền để lên căn hộ lấy hành lý. Đến khoảng 21 giờ 40, ông Sơn xuống thì thấy xe đã bị khóa bánh. Sau khi liên hệ với bảo vệ chung cư, ông Sơn được biết bảo vệ chung cư là người khóa bánh xe. Sau đó, ông Sơn yêu cầu bảo vệ mở khóa để kịp giờ ra sân bay. Mọi việc đúng sai đã có camera ghi lại và sẽ giải quyết sau. Ông Sơn cũng đồng ý lập biên bản ghi nhận lại sự việc, nhưng bảo vệ không giải quyết. Đến ngày 10 tháng 4, ông Sơn làm việc với đại diện ban quản lý chung cư. Qua buổi làm việc, đại diện ban quản lý không đồng ý mở khóa bánh xe, đồng thời di dời xe ông Sơn đến nơi khác. Theo ông Sơn, ngày 11 tháng 4, ông tiếp tục đến văn phòng ban quản lý chung cư yêu cầu làm rõ sự việc. Đề nghị trả lại xe thì được người của ban quản lý yêu cầu phải nộp 5 triệu đồng. Ngày 12 tháng 4, ông Sơn đã trình báo vụ việc lên Công an phường Thảo Điền để giải quyết. Sau khi nhận được trình báo, Công an phường Thảo Điền đã xuống hiện trường lập biên bản vụ việc, yêu cầu ban quản lý chung cư mở khóa xe, giải phóng xe của ông Sơn, nhưng ban quản lý không đồng ý.
Ông Sơn cho biết thêm, vì không có xe đi lại, sau đó ông chấp nhận nộp 5 triệu đồng cho ban quản lý chung cư để có xe đi lại. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thảo Điền cho biết, các tuyến đường tại cụm chung cư Mastery Thảo Điền đang chờ bàn giao cho nhà nước quản lý. Các bác đợi một tí nhé, đây. Đó. Đây mới là cái đoạn quan trọng này, chúng ta nghe này. Thảo Điền đang chờ bàn giao cho nhà nước quản lý. Những tuyến đường này cũng không có biển báo cấm dừng đổ. Tuy nhiên, gần đây tại các tuyến đường trong chung cư này đã xuất hiện các trường hợp bảo vệ của chung cư này dùng khóa để khóa bánh ô tô của khách, cư dân đậu sai quy định của chung cư. Sau khi khách, cư dân đóng tiền khắc phục xong, thì bộ phận bảo vệ mới tháo khóa bánh xe. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Thảo Điền cũng có thông báo liên quan đến vụ việc trên. Theo đó, căn cứ luật giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, được bổ sung sửa đổi bởi Nghị định 123/2021, thì ban quản trị, ban quản lý của chung cư không có thẩm quyền, không có chức năng xử phạt hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ. Để các bạn nghe kỹ nhé, ngay đoạn này người ta trích dẫn rất là nhiều những cái luật và nghị định của đường bộ, thì các ban quản trị như vậy á là không được phép có cái quyền để mà đi khóa bánh xe người ta. Nhiều bác ở đây á, trên mạng á, người ta tranh cãi nhau cái đoạn này, người ta nói rằng là vào nhà tôi, đất của tôi vân vân như thế nào thế kia, thì không phải đâu. Khi người ta làm một cái khu chung cư thì có cái phần đất, để mà phần đất nó gọi là lưu thông đó. Giống như rằng các bác mà khi mà xây nhà ấy, thì tách sổ, tách thửa ra bán nhà cho người ta ấy, thì phải có cái đường đi thì người ta mới có thể là cái sổ đỏ được. Và cái đường đi đó để mà vào cửa ấy, cái đường đi đó thì không phải là quyền của các bác nữa rồi đó. Cho nên nhiều bác đừng có bảo rằng đây là sổ người ta, đây là của Vin, của Masterline, vân vân các thứ nữa, đúng không? Rất rõ đoạn này các bác sẽ nghe, ta nghe lại một chút. Chung cư không có thẩm quyền, không có chức năng xử phạt hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ. Cũng theo Ủy ban Nhân dân phường Thảo Điền, hình thức xử phạt đối với các trường hợp đậu đổ ô tô tại các đường, khu vực không có biển báo cấm dừng, cấm đổ như trên là không đúng quy định. Ban quản trị chung cư như vậy là xử phạt như vậy là không đúng quy định. Thế nhưng tại sao họ vẫn làm? Có những hành vi nó cấu thành rõ ràng như thế rồi. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái vụ Ngọc Trinh thì người ta rất nhanh. Còn vụ này chúng ta thử tưởng tượng xem như thế nào. Chúng ta nghe tiếp này. Từ Mastery Thảo Điền cho biết việc khóa bánh ô tô vi phạm và yêu cầu ông Mạc Thanh Sơn nộp tiền bồi thường 5 triệu đồng là chi phí mua dụng cụ di dời chuyên dụng đối với ô tô ông Sơn nhằm đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và tránh ùn tắc giao thông khu vực chung cư. Ông Huỳnh Văn Nông, thành viên ban quản trị một chung cư tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc khách hàng, cư dân chung cư đậu xe không đúng vị trí gây ảnh hưởng đến công tác quản lý và lưu thông của người khác là tình trạng mà hầu như chung cư nào cũng gặp phải. Việc ban quản lý khóa xe, yêu cầu người vi phạm đóng phạt là cách tốt nhất lập lại an ninh trật tự trong khu vực chung cư, nhưng đây lại là hành vi vi phạm pháp luật. Việc khóa xe xử phạt không thuộc thẩm quyền của ban quản lý, thế nên họ cần thực hiện cách làm khác. Cụ thể, mỗi chung cư nên tự trang bị cho mình chiếc xe cẩu để khi phát hiện xe đậu sai vị trí thì dùng xe này di chuyển xe vi phạm đến nơi đậu đúng quy định. Chủ xe muốn lấy xe thì phải trả tiền di chuyển xe. Ngoài ra, cần tính toán thêm mức bồi thường của chủ xe khi đậu sai quy định, ông Nông chia sẻ. Luật sư Hoàng Anh Sơn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ban quản lý, ban quản trị không có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đậu xe sai vị trí của người dân. Tuy nhiên, để tạo nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự an toàn. Đây là một trong những cái mà chúng ta sẽ cảm thấy rằng nó rất là kỳ lạ. Ở nước ngoài thì cũng có trường hợp mà đi cẩu xe như thế này. Thế nhưng mà để bảo ban quản trị làm được việc này thì nó còn có sự ủy quyền của bên chính quyền. Và biển báo thì nó rất là rõ ràng. Đó, rất là rõ ràng. Ở đây, biển báo mọi thứ đều không có. Nhưng mà đã có cái quyền mà cẩu xe để mà có cái quyền mà bắt người ta nộp phạt. Căn cứ thế nào, nó có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản hay không, thì mà chúng ta sẽ thấy rằng là có những việc mà sờ sờ đến hàng bao nhiêu năm nay mà vẫn không giải quyết. Ở đây tôi không nói rằng là các xe đỗ sai vân vân như vậy nhé, nhưng mà rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta sống và làm việc với pháp luật đó, và mọi hành vi thì bị xử lý, thì lúc này nó mới có kỷ cương, mới có trật tự, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái đáng buồn ở chỗ là bác Trọng An nó từng nói rồi, nhất quan hệ nhì tiền tệ ba hậu duệ tư với trí tuệ,
Thì chúng ta thấy rằng này, nhiều người có quan hệ, tức là có tiền tệ, có quan hệ thì họ lại ít bị xử lý hơn. Tức là nói một cách nôm na thì có người này công bằng hơn người kia. Pháp luật đối với người này thì công bằng hơn người khác. Cái từ hay không? Cái từ công bằng nó hay không? Đó. Công bằng hơn người khác, đó là công bằng được sao lại hơn? Tuy nhiên mỗi người nói rằng là với những người có tiền và có quyền, có quan hệ thì nó lại công bằng hơn người khác. Rất kỳ lạ. Đây là đâu này, đây là một cái ví dụ cơ bản. Nhưng mà hy vọng rằng vụ này sẽ tới nơi tới chốn. Nhưng mà chắc chắn sẽ nhiều bác sẽ comment rằng là còn lâu mới tới nơi tới chốn. Đó. Bởi vì vụ việc này nó không phải là như cô Ngọc Trinh. Đúng không? Nó không phải như cô Ngọc Trinh. Mặc dù nó gây bức xúc dư luận rất nhiều và tranh cãi rất nhiều ở trên mạng. Và gây dư luận rất xấu. Dư luận rất xấu. Đó. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy nó vẫn sờ sờ sừng sững. Chúng ta chờ đợi xem. Cảm ơn các bác rất là nhiều.